Ngọc Trai Côn Đảo. Mấy viên này còn nhỏ lắm, chưa xứng với bà đâu. Cái này lặn biển Campuchia thấy mấy cái viên nó bự bằng nguyên cái bàn tay luôn. Ở dưới biển Campuchia á bà, con mà con đảo lụm nó nằm trong mấy con trai á, nó chết mà dưới biển sâu 30 mét á. Con bảo tồn thiên nhiên mà nó có lụm chi đâu. Giờ lên đây thấy bán mắc quá, viên nhỏ xíu gì 5 triệu.